Đó rồi, không ngờ khối tài sản của Quang Linh ở độ tuổi 25 nhưng khổng lồ đến như vậy. Chị gái vả miệng tiết lộ ra ba bí mật động trời. Đến tướng Tô Lâm cũng nể sang tận Angola nhìn mặt. Thưa quý vị, có thể nói cái tên Quang Linh Vlog đang rất nổi trên mạng xã hội, đặc biệt với sự giản dị, tài giỏi và lòng nhân ái sau loạt hoạt động thiện nguyện đầy nhân văn, khiến cả người già lẫn trẻ nhỏ đều yêu mến. Tới nay, không chỉ giúp đỡ người dân ở châu Phi mà Quang Linh còn lan tỏa các giá trị tốt đẹp của Việt Nam ra thế giới. Chưa hết, người đời không chỉ ngưỡng mộ cái tâm của Quang Linh mà còn khâm phục cái tầm, cái tài giỏi của một anh chàng chỉ vừa tròn 18 sang xứ người làm thợ hồ mưu sinh. Nhưng chỉ trong thời gian rất ngắn, Quang Linh đã đột phá trở thành một tỷ phú đích thực, giàu cả về tình cảm lẫn tiền tài theo đúng nghĩa. Vì thế mà cộng đồng mạng choáng ngợp khi biết về nguồn thu nhập trong một tháng và khối tài sản khổng lồ mà Quang Linh đang sở hữu. Chấn động hơn là chị gái Quang Linh còn lỡ miệng tiết lộ ra ba bí mật lẫy lừng của chủ tịch, khiến người em trai cũng phải tỏ thái độ ra mặt. Với sức ảnh hưởng lan tỏa khủng khiếp như hiện nay của Quang Linh thì đến cả Đại tướng Tô Lâm cũng đích thân tới tận Angola để xem tận mắt, cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Trở nên nổi tiếng nhờ có những hoạt động tích cực cho cộng đồng, ít ai biết Quang Linh Vlog còn sở hữu khối tài sản cực khủng, là một trong những YouTuber nổi tiếng hiện nay. Quang Linh Vlog cũng đối mặt với rất nhiều tin đồn, thậm chí có nguồn thông tin cho rằng thu nhập của Quang Linh Vlog có thể lên đến hàng trăm triệu đồng một tháng. Vậy thực sự Quang Linh Vlog sở hữu khối tài sản ra sao? Quang Linh Vlog đã gửi đến người dân trong nước và bạn bè quốc tế về những trải nghiệm chân thực và đầy tự hào của một người Việt Nam sống và giúp đỡ những người khó khăn ở nước bạn Angola. Cũng vì thế mà kể từ lúc về nước đến nay, Quang Linh Vlog nhận được rất nhiều sự mến mộ từ mọi người. Anh hiện sở hữu kênh YouTube chính mang tên Quang Linh Vlog, hiện đang có hơn 3,43 triệu lượt đăng ký. Đồng thời, Quang Linh Vlog còn sở hữu một kênh khác về mảng nông nghiệp Việt Nam ở châu Phi với con số subscribe cũng lên tới 1,19 triệu lượt. Quang Linh Vlog là một trong những YouTuber được khán giả quan tâm khi là một người đi xuất khẩu lao động ở Luanda, thủ đô Angola. Anh đã trở thành người bạn đồng hành với nhiều người dân nơi đây để khai phá ruộng đất, để phát triển nông nghiệp. Các video anh đăng tải xoay quanh cuộc sống ở châu Phi, mỗi clip đều thu hút hàng triệu lượt xem trên YouTube. Có thể nói, sức ảnh hưởng của Quang Linh Vlog là không hề nhỏ khi mỗi bài đăng của anh đều thu hút hàng chục ngàn lượt like, share, không thua kém idol đình đám nào. Để có được vị thế như hiện nay, Quang Linh Vlog đã trải qua rất nhiều gian nan. Trước đó, xuất hiện thông tin cho rằng nếu tham khảo theo trang thống kê Social Pledge, kênh YouTube chính của Quang Linh Vlog có thể thu về 65.000 đô la Mỹ, tức khoảng 1,4 tỷ đồng và thu nhập hàng năm tối đa lên tới 780.000 đô la Mỹ, tức hơn 17,7 tỷ đồng. Trong khi đó, kênh phụ của anh chàng thì thu về khoảng 32.000 đến 50.900 đô một tháng, tương đương từ 744 triệu đến 1,1 tỷ đồng. Những tính toán của Social Pledge cũng chỉ được đưa ra theo hình thức ước đoán và có biên độ dao động cực kỳ lớn. Chính vì thế, đã có lần Quang Linh Vlog lên tiếng phủ nhận thu nhập hàng trăm triệu đồng một tháng. Vừa qua, Quang Linh còn vừa chính thức được bổ nhiệm chức phó chủ tịch một công ty cổ phần chuyên phân phối độc quyền nước hoa tại Việt Nam. Ngoài ra, Quang Linh còn sử dụng số tiền mà mình kiếm được để tổ chức các hoạt động từ thiện, khoan giếng, xây nhà tình thương, sửa trường, giúp người dân châu Phi. Cách đây không lâu, YouTuber họ Phạm cũng khoe đầu tư 4,3 tỷ để mua 14.000 hectare đất, giống cây, thuê công nhân, làm trang trại chăn nuôi và trồng trọt. Tất cả các sản phẩm nông nghiệp của anh và team đang phát triển theo đúng kế hoạch. Trong clip mới trên TikTok, Quang Linh hé lộ phần nào một số công việc đã hoàn thành. Mảnh đất anh đầu tư có diện tích tổng cộng 14 hectare. Anh từng tiết lộ phải bỏ ra 100.000 đô la Mỹ, hơn 2,3 tỷ đồng để sở hữu trang trại này. Nam YouTuber cho biết tất cả lợi nhuận sẽ được dùng làm từ thiện. Anh mong muốn lớn hơn ở công trình này không chỉ là nơi sản xuất nhiều mặt hàng nông sản mà hơn hết, đây còn là nơi cung cấp cây giống cho những người dân ở các vùng khác. Ngoài ra, Quang Linh còn mở shop quần áo trên các sàn thương mại điện tử. Chưa dừng lại, trên kênh YouTube cá nhân, Quang Linh Vlog cũng đã khoe thành quả nhiều người ước ở trang trại 4,3 tỷ của mình. Những hoạt động của Quang Linh tại châu Phi luôn thu hút sự theo dõi của đông đảo netizen bởi sự tử tế và tinh thần nhân văn mà anh đem lại cho cộng đồng. Được biết, Quang Linh trưởng thành trong một gia đình bình thường ở vùng quê nghèo thuộc tỉnh Nghệ An. Sau khi hoàn thành chương trình phổ thông, anh quyết định xuất khẩu lao động và lựa chọn Angola, một vùng đất xa lạ ở châu Phi, chỉ với lý do muốn khám phá một vùng đất mới. Thanh niên tuổi 18, Quang Linh mang trong mình nhiệt huyết tràn trề. Anh bắt đầu công việc của một người phụ hồ, sau đó lăn lộn với đủ nghề làm nước đá, kinh doanh giày dép, quần áo để trang trải cuộc sống đất khách quê người, còn nhiều lạ lẫm và vất vả. Tuy Quang Linh không tránh khỏi những lúc chạnh lòng, nhưng may mắn, anh có những người bạn thân thiết, nhiệt tình giúp đỡ anh rất nhiều trong cả công việc và cuộc sống. Từ một anh phụ hồ lo ăn từng bữa, Quang Linh đã trở thành YouTuber nổi khắp mạng xã hội với nhiều hoạt động thiện nguyện hướng về cộng đồng. Cơ duyên đến với nghề của anh chàng này bắt nguồn từ mong muốn làm video lưu lại những khoảnh khắc đời thường của anh và những người bạn ở Angola. Những video của anh với nội dung đăng tải là chia sẻ chân thực hoạt động đời thường, văn hóa, ẩm thực châu Phi. Tuy nhiên, chính sự hiếu khách và thân thiện của những người dân bản địa đã giữ chân anh ở lại dù có thời điểm dịch bệnh ngày càng căng thẳng. Vào năm 2020, dịch Covid-19 bùng phát,
xưởng đá của Quang Linh phải tạm thời đóng cửa. Anh đã thực hiện chuyến đi về thăm quê nhà của các bạn cùng làm. Nơi Quang Linh đến là bản làng miền núi thuộc huyện Pailundo, tỉnh Huambo. Tại đây, anh cùng các bạn tổ chức phát gạo và nhu yếu phẩm cho bà con dân nghèo, tổ chức nấu những món ăn Việt cho trẻ em và dân làng. Anh dùng xe chở máy móc khoan giếng cho họ, kéo đường điện về bản. Năm 2020, Quang Linh đã thuyết phục một số người Việt khác có cùng chí hướng thành lập ra Team Châu Phi, mỗi người phụ trách các bản làng khác nhau để cùng giúp đỡ người dân trồng trọt chăn nuôi. Ngoài ra, Quang Linh đã xây dựng nhà tình thương và nhận nuôi gần chục em nhỏ mồ côi tại đây. Chính những nghĩa cử cao đẹp này đã giúp anh chàng nhanh chóng chiếm trọn sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Chỉ sau một năm, kênh YouTube do Quang Linh phát triển đã mang về những thành tích đáng ngưỡng mộ khi đạt nút vàng với hơn 1 triệu người đăng ký. Trước sự ủng hộ của đông đảo mọi người, nam YouTuber bộc bạch trong một lần chia sẻ cùng truyền thông: "Mình cảm thấy bất ngờ khi có một lượng lớn khán giả theo dõi và đồng hành suốt một thời gian dài. Mình không nghĩ những việc làm nhỏ bé của mình lại được nhiều khán giả hưởng ứng tích cực như vậy." Dịp Tết vừa qua, Quang Linh Vlog đã có chuyến hồi hương đầy xúc động sau 6 năm xa nhà. Ngoài thời gian dành cho gia đình, nam YouTuber kết hợp triển khai các hoạt động thiện nguyện hướng về đối tượng còn nhiều khó khăn trong nước. Những buổi livestream bán hàng không lợi nhuận của anh cùng đương kim hoa hậu hòa bình quốc tế Nguyễn Thúc Thùy Tiên đã thu về số tiền hơn 1,3 tỷ đồng, toàn bộ được dùng để hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn ở Việt Nam. Không chỉ dừng lại ở đó, Quang Linh còn khiến dân mạng xôn xao khi góp tiền cho Lộc Phụ Hồ xây dựng nhà tình nghĩa cho những người già neo đơn. Sau 3 tháng thăm gia đình, Quang Linh đã tạm biệt mọi người để trở về châu Phi. Được biết, Quang Linh Vlog là người khá kín tiếng trong việc chia sẻ những khoảnh khắc cá nhân của mình cùng người hâm mộ. Được biết, ở tuổi 25, nam YouTuber vẫn tận hưởng cuộc sống độc thân vui tính. Tuy nhiên, dư luận lại tích cực đẩy thuyền nam YouTuber với hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên. Song, người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng trả lời. Trong cuộc trò chuyện, hoa hậu Thùy Tiên bày tỏ: "Riêng với chuyện tình cảm, tôi xin phép đó sẽ là một góc nhỏ giấu kín của riêng tôi. Đây cũng là một cách mà tôi duy trì hạnh phúc của riêng mình." Nói về Quang Linh, hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên thừa nhận anh chàng này gây ấn tượng với cô nhờ hoạt động thiện nguyện thiết thực ý nghĩa tại vùng đất châu Phi. "Ấn tượng đầu tiên của tôi về anh Linh là anh có gương mặt hiền, thân thiện và dễ mến. Lần đầu tiên hợp tác với anh đúng vào thời điểm tôi mới trở về Việt Nam sau hành trình đăng quang Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 nên tôi cũng khá lo lắng. Tuy nhiên, anh Linh đã luôn hết mình trong mọi công việc. Anh cũng rất giàu năng lượng khiến cho tôi cảm thấy khá thoải mái khi làm việc chung." Người đẹp chia sẻ, với cuộc hội ngộ của Hoa hậu Thùy Tiên và Quang Linh Vlog được cư dân mạng quan tâm trong suốt những ngày qua. Ngoài việc được đẩy thuyền vì quá đẹp đôi thì nhiều người dành sự ngưỡng mộ bởi những việc làm nhân văn mà cả hai mang lại cho cộng đồng. Video đến đây là hết. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.